Xin chào quý vị và các bạn. Em lại về được một bộ dây loa nhé. Bộ dây này nó về đó kẹp sẵn cái chân đây nhé. Cái chân chân này, chân mạ vàng này của nó cực xịn nha quý vị nhé. Đấy, chân rắc bắp chuối này cực kỳ xịn, không giống các cái dây mà cái chân mà ở các cái hàng ngoài chợ đâu nhé. Dây này quý vị như này, dây này quý vị thấy không? Dây đồng sáng choáng, dày dặn mà nó đấy, nhìn trông sáng choáng luôn nhá. Dây này mới chất này. Dây này một cái dây của nó dài cỡ khoảng tầm hơn 2 mét đấy, khoảng 2 mét rưỡi một dây nha quý vị nhá. Khoảng 2 mét rưỡi một dây. Đó. Em sắt cái bắp chuối này, quý vị nhìn cái dây này. Bộ dây này thì em bán là 350 nhá, 350 cái bộ dây này. Nhìn trông rất là chất luôn. Khoảng 2 mét rưỡi nhá, khoảng 2 mét rưỡi một dây. Bác nào lấy thì alo cho em nhé. Bác nào lấy thì alo cho em. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác vào video clip tiếp theo bên em. Xin chào.